sức khỏe và cuộc sống. Kim Ánh cùng với bác sĩ Lương Lại Hoàng xin kính chào thính giả đang đến với chương trình Sức khỏe và cuộc sống. Như Kim Ánh cũng đã giới thiệu thì chương trình Sức khỏe và cuộc sống của chúng ta sẽ bắt đầu từ 12 giờ cho đến 12 giờ 30 của ngày trừ chủ nhật hàng tuần. Và thưa tất cả quý vị, nếu mà chọn ra một cái đề tài nào đó mà đang được rất nhiều người quan tâm và thậm chí là đang có nhiều ý kiến trái ngược nhau thì chắc có lẽ trong chương trình ngày hôm nay, câu hỏi mà bác sĩ Lương Lại Hoàng đặt ra và có lời giải đáp cho chương trình sẽ phần nào để giúp quý vị có thể có một cái câu trả lời thật là chính xác. Đó là vấn đề về thực phẩm chức năng. Đừng để bị lợi dụng với thực phẩm chức năng. Có lẽ ngay từ đầu cái tên của chương trình thôi cũng đã phần nào nói lên mục tiêu mà bác sĩ Lương Lễ Hoàng muốn đề cập trong chương trình ngày hôm nay, phải không ạ? Và trên thực tế thì quả thật thực phẩm chức năng hiện nay đang, có thể chúng ta dùng một cái từ nó cũng khá chính xác là đang tràn ngập trên thị trường. Và như bác sĩ cũng đã đặt ra câu hỏi cho chương trình ngày hôm nay, đó là thực trạng này nó sẽ mang lại những cái lợi gì hay là đem lại những cái hại gì cho người tiêu dùng đây, thưa bác sĩ Lương Lễ Hoàng? Thưa cô Kim Ánh, thưa quý khán giả thân mến với chương trình Sức khỏe và cuộc sống. Với đề tài đừng để bị lợi dụng với thực phẩm chức năng, thì ở đây chắc chắn người nghe sẽ thấy là không, thực phẩm chức năng không hẳn chỉ có lợi. Điều phải đáng nói là đúng như cô Kim Ánh vừa mới phân tích là thực phẩm chức năng hiện nay đang tràn ngập trên thị trường, và riêng trong bối cảnh của xứ mình thì quả thật thực phẩm chức năng đang có một cái tỷ lệ rất cao so với nhiều quốc gia khác. Nếu so với cái ngày mà tôi mới bắt đầu đi học y khoa hay là mới ra trường cách đây gần 40 năm đó, thì lúc đó không có thực phẩm chức năng. Như vậy thì câu hỏi là nếu ngày xưa người ta không có thực phẩm chức năng, người ta có điều trị được bệnh hay không? Câu trả lời là người ta đã và vẫn điều trị được bệnh trong cái thời không có thực phẩm chức năng. Mới nghe như thế thì có khi người ta nghĩ là tôi sẽ có cái khuynh hướng bài kích thực phẩm chức năng, thì không đúng. Trong một cái bối cảnh của một cuộc sống căng thẳng hơn, tức nghĩa là bệnh nguyên nó đa hình dạng trạng hơn, cái sức đề kháng của người ta thì trong cái thời đại mà được tiếng văn minh này rõ ràng nó không bằng ngày xưa. Chỉ trong cái lúc mà những người ta ngay cả trong cái bối cảnh mà đang thiếu thốn, đang chiến tranh, đang có tai ương như thế thì rõ ràng cái tỷ lệ bệnh vẫn thấp hơn. Và hiện nay bệnh thì nếu nó không tăng lên thì không có tình trạng gọi là mình đã ghi nhận là quá tải, vì số giường của bệnh viện thậm chí cũng có tăng nhưng vẫn tăng không kịp với số bệnh nhân, thì điều đó chứng tỏ số bệnh nhân phải tăng với một cái cấp số nhanh hơn. Và cái cấp số đó ngay cả cái chuyện là có thêm thầy thuốc cũng vẫn không đủ, nếu thầy thuốc tăng với cấp số cộng mà bệnh nhân thì tăng với cấp số nhân. Vậy thì nếu có nhiều mặt, nhiều thành sản phẩm để mà qua đó góp phần phục vụ sức khỏe trên cái chiều hướng là làm sao để phòng bệnh, làm sao để tăng sức kháng bệnh, thì điều đó là điều tốt. Trong cái đó thì cái điều tốt đó lại là một con dao hai lưỡi, là nếu người ta sử dụng đúng thì rất tốt. Tôi tin là những thầy thuốc mà hiện nay đang phải bù đầu với những căn bệnh mãn tính, với những căn bệnh nghiêm trọng, người ta không mong gì hơn là có thêm nhiều thành phẩm để cho cái phác đồ điều trị của người ta nó toàn diện hơn, nó an toàn hơn, bởi vì bệnh nhân đằng nào cũng phải dùng dài lâu khi người ta điều trị bệnh mãn tính, không phải là cái chuyện của ngày 1, ngày 2. Nhưng một mặt khác, nếu những một số nhiều thành phẩm tràn ngập trên thị trường nhưng lại bị không gọi là vận dụng, không được gọi là áp dụng mà là lạm dụng hay thậm chí bị lợi dụng cho cái mục tiêu nằm không phải để phục vụ sức khỏe của cái người dùng sản phẩm mà để phục vụ cho lợi nhuận của cái người sản xuất sản phẩm, thì đó là một mối nguy. Ở đây người ta cần phân biệt cho rõ cái ranh giới như thế để người ta đừng, để cái người tiêu dùng đó họ đừng bị lợi dụng cho cái mục tiêu khác. Thực phẩm chức năng, định nghĩa ngay cả cái tên gọi đó cũng đã phần nào mơ hồ. Vì thực phẩm thì đã gọi là thực phẩm có nghĩa là nó đã trải qua một cái giai đoạn gọi là thử nghiệm lâm sàng của bao nhiêu ngàn năm, của bao nhiêu, của đủ mọi giới, của đủ cả mọi cái cơ tạng nữa. Thì như vậy thực phẩm chắc chắn nếu đã trở thành một cái món ăn truyền thống nào đó thì nó phải có cái tính chất không thể gọi là có hại được, hay là có hại cũng tùy vì người ta dùng nó không đúng cách. Ở đây cái thực phẩm chức năng chính là những cái dạng mà ta sử dụng những cái hoạt chất để trong các loại thực phẩm hay trong các loại cây thuốc, để trên nguyên tắc là có cái, ở đây chữ nói không rõ là người ta sao thắc, tôi vẫn thắc mắc là không biết chức năng gì. Thì theo tôi chắc có lẽ cái định nghĩa mà dễ thương nhất cho thực phẩm chức năng, tức là thực phẩm mà có chức năng hỗ trợ điều trị. Đã gọi là hỗ trợ điều trị thì có nghĩa là giống như trong một cái phim éo le nào đó,
phải có vai phụ. Mình tưởng tượng nếu có một cái phim mà chỉ có vai chánh thì chắc phim nó cũng nhàm chán. Nó phải có vai phụ, nó phải có kép độc, chứ là Bình Nguyên, và phải có trong cái chuyện là đi cứu cô công chúa thì ông hoàng tử cũng phải có thêm tùy tùng, và tùy tùng thì thường thì hy sinh để cuối cùng là hoàng tử cứu được công chúa mà mất đi có khi cả chục tùy tùng, và không ai nhận thấy là để cứu được một mạng của công chúa mà mất đến nhiều mạng tùy tùng, nó như thế thì nó vô lý. Nhưng người ta vẫn cho là cái đó là một phim eo lè. Dạ, thậm chí có những vai phụ mà nó nổi bật đến độ nhờ vai phụ mà vai chánh mới được người ta lưu ý. Hay thậm chí có những cái vai phụ mà coi như là diễn viên lão thành chẳng hạn, thì nó lại là còn thêm cái phản ứng nữa là có khi nó lấn át luôn cả vai chánh. Nhưng dù vậy nó không thể thay thế vai chánh được. Thì cái điểm mâu thuẫn ở trong bối cảnh y tế của xứ mình hiện nay là thứ nhất là do những nhiều quảng cáo ngọt xớt, ngọt nghe lời đường mật ngọt hơn cả đường phèn, nhưng lại không có những cái biện pháp chế tài để cái người quảng cáo muốn nói gì thì nói. Thì với người bệnh, nếu người ta đã bị bệnh mãn tính, nếu người ta bị bệnh lâu rồi, thì là bao giờ người ta cũng không mong gì hơn tìm được một lối thoát. Cũng tựa như một người sắp chết đuối thì cái gì mà nổi trâu lên bền đối với người ta đều là phao. Vậy thì người ta sẽ phải không gõ cửa này thì không gõ cửa khác, mà thậm chí có khi còn chưa kịp gõ cửa thì người bán hàng đã gõ cửa mình rồi. Vậy thì người ta sẽ phải mở cửa và người ta phải chào đón những cái sản phẩm mới như một cái hy vọng. Và về thực phẩm chức năng từ vai phụ đó, trong bối cảnh của xứ mình đang có khuynh hướng trở thành vai chánh, hay thậm chí vẫn giữ vai trò vai phụ nhưng mà lại lãnh lương cao hơn vai chánh, bởi vì giá thành của nó chẳng hạn cũng là một cái vấn đề đặt ra là rất cao. Vậy thì câu hỏi mà nếu đặt cho tôi là thực phẩm chức năng có lợi hại như thế nào, thì vấn đề chính là ở chỗ cách dùng nó, cách hiểu nó, và nhất là cái cách tin nó để áp dụng nó như thế nào. Và muốn được như vậy thì thầy thuốc bắt buộc phải có tiếng nói. Thầy thuốc phải có tiếng nói mà không nên phủ nhận nó một cách định kiến, cũng không nên thờ ơ với chuyện sử dụng nó một cách bừa bãi. Mà chính là trong ngành y hiện nay cần phải có những tiếng nói có sức nặng để người ta hiểu được là trong trường hợp nào tôi cần hỗ trợ trong phác đồ điều trị, và khi hỗ trợ phác đồ điều trị thì nên dùng chất nào, dùng món nào, chứ không phải món nào cũng dùng theo cái kiểu thì y như là quảng cáo. Bởi vì người viết quảng cáo chắc chắn là người thậm chí chưa hề điều trị bệnh nhân nào. Thưa bác sĩ, khi mà đề cập đến thực phẩm chức năng thì Kim Anh cũng chợt nhớ đến một cái bản tin trong cái tuần qua mà có thể nói là khá là gây sốc đây, với một cái quảng cáo là gạo sạch trị bách bệnh. Như bác sĩ vừa nói thì đối với người tiêu dùng chúng ta phải dùng rồi phải hiểu và phải tin như thế nào. Thì nhân đây Kim Anh cũng muốn đặt một cái vấn đề là với một cái quảng cáo như thế thì người tiêu dùng chúng ta nên hiểu về cái chuyện này như thế nào, xem như là đúng đây, thưa bác sĩ Nguyễn Ngữ Hoàng ạ. Thật sự thì với câu quảng cáo gạo sạch trị bách bệnh mà nếu người tiêu dùng tin và áp dụng như thế thì phải nói ở đây không phải lỗi hoàn toàn của phía người bán hàng. Vì người tiêu dùng mà tin nổi một quảng cáo như thế thì cũng đã đáng trách. Điều đáng buồn là thật sự vẫn chưa có những cái biện pháp chế tài gắt gao để những quảng cáo như thế đáng lý ra không được phép xuất hiện. Nhưng ở đây trở lại vấn đề tôi cho là người nghe chương trình nên lưu ý là không phải chỉ có gạo sạch, không có một thứ thuốc nào, không có một cái hoạt chất nào trong một cái cây thuốc nào, dù là nó bí hiểm như trên đỉnh Hy Mã Lạp Sơn hay tận dưới đáy Thái Bình Dương mà có khả năng trị bách bệnh. Bởi vì nếu có như thế thì cuộc đời nó đơn giản biết bao nhiêu, thì biết bao nhiêu nỗi khổ đã được xóa tan ngay tức khắc. Thì thầy thuốc cũng chẳng cần phải học chi 6 năm rồi sau đó tu nghiệp thêm cả chục năm rồi vẫn dò đầu bứt tai vì lý do chữa không xong. Nhiều thầy thuốc hiện nay bạc trắng đầu thì vì suy nghĩ làm sao để cách chữa được một bệnh không đã là hay, huống hồ đi như chỉ có một thứ gì đó mà trị được bách bệnh thì đỡ biết mấy, không phải chỉ cho bệnh nhân mà đỡ biết mấy luôn cả cho ngành y. Bởi vì như vậy người ta sẽ tiết giảm được không biết bao nhiêu công lao cực khổ, bao nhiêu gánh nặng người ta tránh. Vì thì ngay cả một cái quảng cáo như thế mà nếu tin được thì đó là điều đáng trách cho người đã tin những quảng cáo như thế. Nếu thật sự thì người ta ngành y không ngừng nghiên cứu, nếu như có hoạt chất nào mà nó có khả năng trị một cái bệnh nào đó thì các trường đại học nổi tiếng trên thế giới, cái viện nghiên cứu mà có cái bề dày lịch sử cả nhiều khi mấy trăm năm họ cũng đã biết, chứ không thể trong thời buổi này bỗng dưng có một cái cây thuốc nào đó nó mới mọc ra mà người ta chưa hề biết nó ở đâu, mọc ra ở chân tường hay trên đỉnh núi, như có một cái hoạt chất nào đó mà nhà con buôn mà nhà sản xuất biết, mà trong khi đó các bậc học giả trong ngành y hay trong ngành dược chưa biết.
vậy thì bệnh nhân hay người chưa bệnh cũng vậy, nhất là đặc biệt cái lực lượng bệnh nhân thì không nói làm chi gì, người ta bệnh rồi, người ta lo sợ đủ hết, người ta dễ bị lung lay hơn. Cho nên lần này phải nói là trong bối cảnh của chúng mình là hiện nay là có một số không ít là chưa bệnh nhưng sợ bệnh và muốn phòng bệnh, và vì lý do đó mà dễ rơi vào trong cái móng vuốt của hệ của những người mượn cái nỗi lo của người bệnh mà làm giàu. Vậy thì ở đây tôi phải nói rõ là không có một chất nào có khả năng trị bách bệnh. Nếu có một chất nào mà trị được một bệnh thì đó là làm điều tốt. Như vậy thường thì để trị được một bệnh người ta sẽ phải cần đến thậm chí nhiều chất chứ chưa chắc gì được một chất. Như vậy thì một chất mà trị bách bệnh có thể nó chỉ có trong truyện thần tiên, và đó là một truyện thần tiên mà có kịch bản dụng về. Dạ vâng. Và thưa bác sĩ, có một cái thực tế là quả thật là không có ai vui gì nếu mà chúng ta không muốn nói là buồn rầu hay là lo lắng khi mà phải sống chung quá lâu với bệnh. Một thí dụ cụ thể như là bệnh tiểu đường, một cái chuyên đề mà chúng ta đã nói rất là nhiều trong thời gian vừa qua. Cho nên phần nào chúng ta cũng có thể thông cảm nếu mà bệnh nhân trong một cái trường hợp nào đó mà cảm thấy là bùi tai với một cái lời quảng cáo về một cái loại cây thuốc hay là một cái hạt gì đó mà nó trị được bệnh tiểu đường. Và trong trường hợp này thì không biết là ý kiến của bác sĩ Lương Lễ Hoàng như thế nào đây ạ? Một cách thống kê thôi thì thật sự mà nói là cái câu hỏi mà tôi nghe rất thường khi tôi báo cho bệnh nhân cái chẩn đoán về bệnh tiểu đường là câu hỏi vừa e dè vừa ngần ngại mà vừa lo lắng của bệnh nhân. Câu hỏi rất dễ thương là thưa bác sĩ, về cái bệnh này có cách chắc mình phải uống thuốc suốt đời hay có cách nào khỏi, đến lúc nào đó khỏi uống thuốc được hay không? Một câu hỏi mà tôi tin chắc là hiện nay chưa có thầy thuốc nào có thể trả lời dứt khoát được, bởi vì cái diễn biến nó sẽ tùy theo cái cường độ của căn bệnh, tùy theo cái cơ tạng của người bệnh. Nói riêng trong bệnh tiểu đường thôi, thì mục tiêu của thầy thuốc nếu điều trị bệnh tiểu đường, nếu như may mắn phát hiện sớm, nếu như cái cơ tạng bệnh nhân chưa có biến chứng đó, thì người ta mong làm sao để điều trị mà cuối cùng là không cần thiết phải dùng những loại thuốc đặc hiệu. Người ta mong làm sao để có thể bệnh nhân đừng phải chích thuốc, tiêm thuốc mỗi ngày, bởi vì cái tiêm thuốc nó khổ lắm. Người ta mong làm sao để bệnh nhân qua cái chế độ dinh dưỡng và cái chế độ vận động đó mà giữ được cái đường huyết ở trong cái định mức không đủ để mà gây ra các biến chứng. Nhưng mà trở lại với câu hỏi của cô Kim Ánh là người bệnh nhân vẫn thường chưa được rõ về chuyện là người ta điều trị bệnh tiểu đường hay là chữa lành bệnh tiểu đường. Hiện nay chưa có ai dám quả quyết được là mình có thể khả năng chữa lành bệnh tiểu đường, trừ những nhà sản xuất đang quảng cáo một cách cường điệu mà trên các phương tiện truyền thông mà không thấy có ai cản lại, không thấy ai thanh minh cho người bệnh. Điều trị bệnh tiểu đường có nghĩa là người ta sẽ phải trước mắt đối với thầy thuốc Tây y là làm sao hạ được đường huyết, làm sao tránh được các biến chứng nghiêm trọng ở trên não, trên tim, trên thận, trên gan, trên mắt, để bệnh nhân đừng mù mắt, đừng phải bị đoạn chi, đừng suy thận, đừng suy tim, đừng tai biến mạch máu não, đừng đột quỵ chẳng hạn. Nhưng mà điều trị bệnh tiểu đường không có nghĩa là tôi điều trị nếu gọi là lành bệnh, mà là để sao để cho bệnh nhân có thể trở lại như cũ, có thể ăn uống thả vàng, có thể ăn ngọt thả cửa, có thể nhậu nhẹt hút thuốc lá, thì cho đến nay không có cái liệu pháp đó. Ngành Tây đang tìm cách chạy đuổi theo cái phương pháp là làm sao chế làm thứ thuốc tiêm ngừa, thậm chí người ta nghĩ là nếu tôi thay đổi cái di thể của tế bào thì có thể tránh được bệnh tiểu đường. Nếu được như vậy thì may cho bệnh nhân, như hiện nay vẫn chưa được. Về phía Đông y thì phải nói cho rõ hơn nữa là trong cái biện luận, trong cái quá trình tư duy của các thầy thuốc Đông y thì không có bệnh tiểu đường, vì cái thời mà Đông y của mấy ngàn năm trước đâu có máy xét nghiệm đâu mà biết bệnh tiểu đường như vậy, thì người ta sẽ có một cái quan điểm tượng hình hơn với những chứng bệnh người ta gọi chung đó là tiêu khát, như là người ta khát nước rồi người ta ốm o gầy mòn và người ta suy nhược cơ thể đến độ người ta mất mạng. Thì Đông y cũng có một số bài thuốc để điều trị những tình trạng đó, nhưng người ta vẫn chưa có thể quả quyết là nếu tôi dùng thuốc Đông y thì tôi có thể hạ đường huyết nhanh như thuốc Tây và sau đó người ta có thể ổn định đường huyết. Hiện nay người ta cho thấy là việc phối hợp thì tốt đó, bởi vì nhờ như vậy người ta ổn định được đường huyết khéo hơn. Nhưng điều đó không cũng vẫn chưa phải có nghĩa là người ta chữa lành bệnh. Như vậy thì tất cả những quảng cáo hiện nay mà nói là tôi uống cây thuốc gì đó, tôi ăn ngâm cái hộp gì đó để uống, hay là chẳng hạn tôi ăn cái gạo, cái cây, cái lá gì đó để mà tôi trị lành luôn bệnh tiểu đường, thì cái số trường hợp đó chưa được thống kê và chưa có một con số chính thức nào để cho thấy là thật sự người ta hết bệnh tiểu đường. Không, đó là không kể trường hợp như bệnh nhân tự cho là mình hết bệnh tiểu đường.
hoặc một cách định kiến, hoặc một cách quá sức lạc quan, hoặc một cách cường điệu để rồi trả giá rất gì mà đến một lúc nào đó, một ngày nào đó bất chợt thì các cái biến chứng nghiêm trọng của bệnh tiểu đường, mà biến chứng đầu tiên mà rõ rệt nhất chính là trường hợp đột quỵ, rồi sau đó bại liệt nửa người vì tai biến mạch máu não do bàn tay đánh lén, đánh ngầm, đánh bồi của bệnh tiểu đường đang xảy ra ở khắp nơi. Như vậy thì việc cái quan điểm cho là tôi tìm cách chữa cho lành bệnh tiểu đường để coi như tôi không còn biết cái bệnh đó nữa là một quan điểm đến nay không đứng vững, mà trái lại người ta nên nhìn căn bệnh tiểu đường như một căn bệnh hiện nay dễ điều trị hơn ngày xưa, ít biến chứng hơn ngày xưa nếu như người ta được điều trị bài bản, nghĩa là người ta phải điều trị một thời gian rất lâu, nếu không muốn nói là trong đại đa số trường hợp sẽ phải điều trị suốt đời. Vừa rồi thì chúng ta đề cập đến một cái đối tượng là những người đã có cái tình trạng bệnh rồi. Nhưng mà hiện nay trên thực tế thì Kim Ánh thấy là có một số người mặc dù là chưa bệnh nhưng mà hàng tháng cũng sử dụng một cái lượng có thể nói là không nhỏ những cái thực phẩm chức năng, mà thậm chí là những cái thực phẩm chức năng rất là đắt tiền nữa. Theo bác sĩ thì cái thói quen này nó có hại gì không ạ? Như ta đã phân tích trong phần đầu của chương trình, ở các nước khác thì người ta cũng có thực phẩm chức năng chứ không phải không. Và nếu mà ta chỉ việc cần đến châu Âu thôi để xem các cái nước mà đã có một cái nền y tế, có cái cấu trúc tiên tiến với một cái hệ mạng lưới y tế cố ổn định rồi đó, chẳng hạn như ở Cộng hòa Liên bang Đức, là nơi mà được đặt tên thậm chí là dược phòng của châu Âu đó, thì người ta không thiếu thuốc đặc hiệu, người ta không thiếu thuốc hóa chất tổng hợp, nhưng người ta vẫn có thực phẩm chức năng. Chỉ có điều là thực phẩm chức năng của người ta nó không đắt tiền như là thuốc đặc hiệu. Bởi vì lý do rất đơn giản là người ta dùng nó như một cái chất hỗ trợ. Nếu người ta dùng chất hỗ trợ mà nó đắt tiền hơn cả cái thuốc đặc hiệu thì nó đều điều mâu thuẫn về cái gánh nặng tài chính của người bệnh. Nếu mà ta so sánh như thế thì thực phẩm chức năng ở xứ mình hiện nay có nhiều loại quá đắt tiền nếu so với các thuốc đặc hiệu. Ở đây là điểm mà đáng nói là người ta dùng thực phẩm chức năng khi nào, chẳng hạn như trong đó nó có chứa một cái chất gì đó mà trong thuốc đặc hiệu không có, mà khi có cái chất này thì cái thuốc đặc hiệu nó hay, nó mạnh hơn, nó tốt hơn, nó ít phản ứng phụ hơn, để qua đó người ta giảm được cái gánh nặng của thuốc hóa chất tổng hợp để người ta có một cái điều trị lâu dài mà vẫn an toàn, thì đó là điều đúng, điều nên làm, và đó là điều mà tôi cũng đang làm. Chỉ có điều là nếu người ta so sánh một thứ thuốc đặc hiệu chẳng hạn được quảng cáo là cái thực phẩm chức năng vì nó có sinh tố B1, để rồi nó có một cái giá trên trời so với lại một cái thứ thuốc sinh tố B1 đang có đầy hết trong dược phòng với một cái giá rất rẻ tiền, thì việc bỏ cái thuốc B1 đặc hiệu của một công ty dược phẩm có uy tín thương hiệu để chọn một thực phẩm chức năng của một nhà sản xuất mà mình không biết rõ xuất xứ, chỉ có những cái quảng cáo nghe ngọt xớt mà trong đó rốt cuộc cũng chỉ có là sinh tố B1, thì đó là một quyết định sai lầm, không phải về mặt y học không, nó sai lầm cả về mặt tài chính, sai lầm cả đủ thứ mặt thì mới đúng. Vậy thì việc sử dụng thực phẩm chức năng mà thêm vào đó, người ta sử dụng thực phẩm chức năng, người ta vẫn cứ quan điểm như là hãy dùng thực phẩm chức năng thì không có phản ứng phụ, thì điều đó sai. Khi người ta đưa bất cứ một cái hoạt chất nào vào trong cơ thể, cho dù nó là một chất hoàn toàn thiên nhiên, thì cơ thể vẫn phải xử lý nó, vẫn phải biến dưỡng, vẫn phải làm sao mà để khi nó đi trên đường đào thải, nó đừng gây cái phản ứng phụ, đừng gây độc tính. Như vậy thì cái cơ quan mà đứng đầu trong cái công mà phải gánh mũi chịu sào để rồi có khi mỏi mệt với các cái chất mình đưa vào cơ thể chính là lá gan. Vậy thì mỗi tháng nếu mình không có bệnh, việc gì mình phải đưa vào trong cơ thể một cái lượng hoạt chất cách mấy cơ thể cũng xem nó như chất lạ. Vậy thì người ta sử dụng thực phẩm chức năng, thì ngay cái việc sử dụng nó về mặt lượng cũng như chất phải có một tỷ lệ cân đối với thuốc đặc hiệu. Và thứ hai nữa là cũng vẫn theo một cái nguyên tắc không thay đổi được trong ngành y là khi nào ta cần hãy dùng thuốc, còn không cần thì không cần, không có lý do gì phải nhồi vào trong cơ thể những cái hoạt chất mà cơ thể sớm muộn cũng phải mỏi mệt vì nó. Dạ, và thưa bác sĩ, khi mà đề cập đến thực phẩm chức năng trong chương trình ngày hôm nay thì có một câu hỏi nó cũng hơi tế nhị một tí mà Kim Ánh muốn đặt ra đối với bác sĩ, đó là không biết là trong cái quá trình điều trị cũng như là cái phác đồ điều trị của mình thì bác sĩ có áp dụng cái thực phẩm chức năng hay không, và nếu mà có thì nó sẽ theo tiêu chí cũng như là mục tiêu nào ạ, thưa bác sĩ? Trong phác đồ điều trị của tôi thì phải nói là thường nó chiếm cái tỷ lệ cỡ 30% là cho tới 50% là thực phẩm chức năng, nhưng mà với cái mục tiêu mà tôi đã trình bày là khi nào tôi cần nó để tôi làm cho cái phác đồ điều trị nó hoàn chỉnh hơn, tôi cần nó để tôi làm cho cái phác đồ điều trị nó an toàn hơn. Tôi nói ví dụ là nếu mà tôi điều trị bệnh tiểu đường thì tôi cần tôi thấy bệnh nhân cần cái khoáng thuốc kẽm chẳng hạn, thì hiện nay tôi có thuốc kẽm chứ không phải không, thuốc kẽm có sẵn đó, và khi áp dụng vào thì rõ ràng là thuốc đặc hiệu đã tác dụng nhanh hơn,
tác dụng lâu hơn. Và kết quả là tôi có thể thậm chí giảm được cả lượng thuốc đặc hiệu, nghĩa là giảm chi phí, nghĩa là giảm luôn cả độc tính, giới hạn phản ứng phụ cho bệnh nhân, vì tôi đằng nào cũng phải điều trị bệnh nhân năm này qua tháng khác. Nhưng bên cạnh đó, nếu tôi có một cái thực phẩm chức năng chẳng hạn như người ta lấy từ cái hoạt chất mà trong con hào thì nó cũng có kẽm, nhưng nó lại có thêm những cái chất khác nữa mà trong thuốc kẽm không có, thì tôi có thể áp dụng nó. Tôi cũng nguyên tắc là tôi áp dụng như thế để làm cho cái phác đồ điều trị của tôi nó hoàn chỉnh hơn. Thế thì gọi làm sao gọi là hoàn chỉnh hơn, là khi nào tôi điều trị và tôi thấy cái kết quả mà trên cái xét nghiệm nó được cải thiện, nghĩa là một cái kết quả nó phải theo tiêu chí khách quan thực nghiệm chứ không phải theo cái cảm xúc của người bệnh hay theo cái cảm giác của thầy thuốc. Cho nên là khi người bệnh dùng những cái toa thuốc mà có phác đồ điều trị, dùng cái phác đồ điều trị mà có thực phẩm chức năng rồi, tổng trạng của họ được cải thiện, họ cho thấy là không phải chỉ có đường huyết tốt mà họ ăn ngon hơn, họ ngủ yên hơn, họ vui hơn, họ lạc quan hơn, thì từ cái kết quả mà thử có thể tạm gọi như thử nghiệm lâm sàng đó, thì tôi phát hiện ra một số thực phẩm chức năng nào đó mà thật sự có hiệu quả thì tôi mới dùng, chứ tôi không dùng thực phẩm chức năng theo lời khuyên của trình dược viên, tôi không dùng là thực phẩm chức năng theo cái lời đường mật trên tờ bún, tại vì nói ngọt xớt như thế ai nói cũng được, câu hỏi là trên thực tế có hiệu quả hay không. Và thứ hai nữa là một trong những cái tiêu chí mà tôi dùng, tôi cho là y học không thể tách rời khỏi cái cuộc sống thường ngày được. Và cuộc sống thường ngày có nghĩa là có cả yếu tố vật chất, tài chính trong đó. Thì cái toa thuốc, cho dù có thực phẩm chức năng, phải được chọn lọc với những thực phẩm chức năng mà có cái giá thành, cái giá hợp lý để được để bệnh nhân của tôi. Không có gì cái toa thuốc mà kết quả là không bị lủng dạ dày nhưng lủng thủng hầu bao. Thì đó là cái yếu tố tôi cho là nếu người ta không phải lo về gánh nặng tài chính của một cái toa thuốc thì người ta sẽ dễ lành bệnh hơn một người tuy có uống thuốc đúng đó, nhưng mà vừa uống vừa ái nái vừa lo lắng là không biết ngày mai mình còn đủ tiền để mua cái toa kế tiếp hay không. Đó là cái nguyên tắc mà tôi sử dụng thực phẩm chức năng ngày hôm nay, và tôi mong là qua cái thời lượng giới hạn của chương trình này, cái người nghe có thể hiểu là không phải thực phẩm chức năng là xấu, nhưng hiện nay nếu người ta dùng nó không đúng cách, nếu người ta bị lợi dụng vì thực phẩm chức năng, thì thực phẩm chức năng quả thật là một cái mối nguy cho sức khỏe cộng đồng. Dạ. Và thưa bác sĩ, trước khi chúng ta chuyển sang tiết mục mèo vặt phòng thân trong chương trình, thì bác sĩ còn điều gì để chia sẻ cùng với thính giả với đề tài của chương trình ngày hôm nay không ạ? Hiện nay thực phẩm chức năng nó rất dễ bước từ cái lĩnh vực đáng lẽ được áp dụng hay vận dụng sang lĩnh vực bị lạm dụng hay lợi dụng là vì thiếu tiếng nói của thầy thuốc. Do đó tôi khuyên người nghe chương trình này là cho dù thực phẩm chức năng nào cũng vậy, nên hỏi ý kiến thầy thuốc, hay khéo hơn nữa là khi nào chính thầy thuốc cho toa mà có cho thực phẩm chức năng. Dạ. Và thưa tất cả quý vị, bây giờ thì như thường lệ chúng ta sẽ đến với tiết mục mèo vặt phòng thân. Tiết mục mèo vặt phòng thân. Khoai lang ta nên thuốc cho ai? Quả thật khoai lang thì nó trở thành một thực phẩm rất là gần gũi đối với tất cả mọi người Việt Nam của chúng ta rồi. Nhưng mà khoai lang nên thuốc cho ai thì chắc hẳn là với câu hỏi như thế, thính giả cũng đang chờ đợi để bác sĩ Lương Lợi Hoàng có thể có thêm một cái lời khuyến cáo trong chương trình ngày hôm nay ạ. Tổng như Thành Đình nói, có sách mách có chứng, các cái nhà nghiên cứu ở bên châu Âu đó, họ sau này người ta cái món khoai lang ta của mình đó, còn gọi là khoai lang ngọt, nó trở nên phổ biến hơn. Và các cái bên châu Âu mà phủ binh phủ, huyện binh huyện thì người ta sẽ tìm cách nghiên cứu để chứng minh là khoai tây nó tốt hơn. Nhưng cái điều đáng mừng đó là đại đa số các nhà nghiên cứu không tìm ra một cái lỗ hổng nào để có thể chê khoai ta mà để mà khen khoai tây. Hay nói cách khác là khoai ta đã thắng lớn ngay trên sân của người chứ không phải thua đậm ngay trên sân nhà như hiện nay. Vì hiện nay ngay cả người dân xứ mình mà hiểu về cái khoai ta cũng ít. Thế đây người ta cho là ăn khoai ta có chừng nó ngọt, do đó nó sẽ làm cho béo phì, thì điều đó sai. Cái lượng năng lượng mà có khoai ta cung cấp không có cao hơn khoai tây. Vậy thì nếu cùng một cái lượng người ta vẫn có thể yên tâm ăn khoai ta mà không sợ bị mập. Nếu người ta bị mập là vì cái lý do gì khác chứ không phải vì lý do ăn khoai ta mà mập. Vì nếu muốn ăn khoai ta mà đến mập thì phải ăn một lượng rất lớn. Thứ hai là trong khoai ta thì cái chất nổi bật nhất là cái chất mà làm cho cái khoai ta nó có cái màu vàng hay cái màu cam đó, chứ là chất beta carotene, là cái tiền sinh tố A đó, nó rất tốt cho hai chuyện. Thứ nhất là nó bảo vệ cái thị giác. Nhì thì ai ngồi trước máy vi tính cho thường đó mà bắt đầu thấy mỏi mắt, bắt đầu thấy mỏi là sao gái nữa, thì nên chọn cái món ăn giặt ăn xế là khoai ta để cung cấp cái beta carotene để nó được biến thành sinh tố A. Thứ hai nữa, beta carotene là cái chất kháng ung thư,
Dạ, ở đây kháng ung thư, nếu mà ta nói là ăn nó để khỏi bị ung thư thì đúng là một cái điều cương điệu. Nhưng mà những người đã được điều trị ung thư, đặc biệt bằng hóa trị, bằng xạ trị, thì sau đó người ta nên tăng cái lượng khoai ta trong khẩu phần, nếu như người ta chắc chắn là người ta không có trục trặc với đường huyết đó. Bởi vì đó là cái chất giúp để cho bảo vệ cái cơ thể mình trong giai đoạn hậu ung thư. Và thứ ba nữa là trong khoai ta nó có một cái lượng rất cao sinh tố B6 và acid folic, cho nó không phải nó chỉ tốt cho thai phụ này nhờ những người mình đang ốm nghén, nhưng mà nó lại tốt cho giới đàn ông mà có cuộc sống căng thẳng và nó bắt đầu có dấu hiệu thiếu máu cơ tim. Vì B6 và cái acid folic chính là cái chất vừa làm loãng máu, vừa ức chế một cái chất keo để khiến cho mạch máu, cho cái chất loãng nó dính được vô thành mạch máu là homocysteine. Thì những đối tượng mà tôi vừa trình bày đó là những đối tượng nên, không phải thỉnh thoảng mà nên thường, có khi nên thường khi nên nhấm nháp nhiều hơn với món khoai ta. À, và như vậy thì còn chờ đợi gì nữa không ạ? Những đối tượng mà như bác sĩ đã phân tích trong chương trình ngày hôm nay thì hy vọng là chúng ta sẽ có thường xuyên hơn món khoai lang, đặc biệt là khoai lang ta trong cái bữa ăn của mình cũng như là của gia đình. Và cuối chương trình Sức khỏe và cuộc sống ngày hôm nay sẽ là tiết mục Bản tin y học. Bản tin y học. Vừa qua tại Đà Nẵng, Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã tổ chức hội nghị chia sẻ kinh nghiệm phòng chống cúm AH5N1 với sự tham dự của các nhà quản lý, chuyên gia trong và ngoài nước. Ông Trần Đắc Phu, Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng thuộc Bộ Y tế cho biết, theo thông báo của Tổ chức Y tế Thế giới, từ năm 2003 đến nay đã ghi nhận 665 trường hợp mắc bệnh tại 15 quốc gia, trong đó có 392 trường hợp tử vong, tỷ lệ chết là 59%. Việt Nam nằm trong khu vực chịu ảnh hưởng nhiều nhất từ bệnh cúm AH5N1. Kể từ trường hợp nhiễm cúm đầu tiên đến nay, Việt Nam đã qua 3 đợt dịch. Việt Nam đã ghi nhận 127 trường hợp mắc, trong đó có 64 trường hợp tử vong, chiếm gần 50%. Việt Nam cũng là nước đứng thứ 3 trên thế giới về số người mắc và tử vong vì cúm AH5N1. Ngày 19 tháng 6 vừa qua, Cục An toàn Thực phẩm thuộc Bộ Y tế đã có khuyến cáo người dân không ăn cá nóc tươi và các sản phẩm chế biến từ cá nóc. Cá nóc có độc tố rất mạnh gây ngộ độc và tử vong. Độc tố có trong cá nóc là tetrodotoxin, tập trung nhiều ở gan, thận, tụy và cơ quan sinh sản như là buồng trứng, túi tinh, cùng với mắt, mang, da và máu cá. Độc tính của độc tố tăng mạnh vào mùa sinh sản của cá, từ tháng 2 cho đến tháng 7. Độc tố này không có trong thịt cá nóc, nhưng việc đánh bắt, chế biến hoặc cá để ương bị dập nát khiến cho độc tố ngấm vào thịt cá sẽ gây ngộ độc khi dùng. Cứ 10 gram thịt cá nóc có độc tố là bị ngộ độc, chỉ từ 1 cho đến 2 mg độc tố là có thể gây chết người. Độc tố của cá nóc có tính bền vững cao, nếu đun sôi ở 1000 độ C trong 6 giờ, độc tố mới giảm được một nửa, và đun sôi ở 2000 độ C trong 10 phút, độc tố mới bị phá hủy hoàn toàn. Tỷ lệ tử vong do ngộ độc cá nóc rất cao, 60% nếu cấp cứu chậm. Ngày 19 tháng 6 vừa qua, tiến sĩ bác sĩ Phạm Hữu Thiện Chí, phó khoa ngoại gan mật tụy của Bệnh viện Chợ Rẫy thành phố Hồ Chí Minh cho biết, ca ghép gan thứ 3 tại Bệnh viện Chợ Rẫy đã thành công. Người được ghép gan là bệnh nhân 40 tuổi ở quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh, bị xơ gan giai đoạn cuối liên quan đến viêm gan siêu vi B và rượu, kèm theo cường lách, và người cho gan là người bà con bên vợ của bệnh nhân. Ngày 17 tháng 5, thì các bác sĩ của Bệnh viện Chợ Rẫy cùng với đoàn chuyên gia từ Bệnh viện Asan của Hàn Quốc đã cắt lấy 65% thể tích gan của người cho, sau đó ghép cho người nhận. Ca phẫu thuật kéo dài 12 giờ, và sau gần 5 tuần được chăm sóc, cách ly, theo dõi tại bệnh viện, sức khỏe của bệnh nhân đã ổn định, dự kiến được xuất viện trong vài ngày tới. Chi phí ca ghép gan mà người nhận gan phải đóng là gần 1 tỷ đồng. Còn sau đây là một số tin y học trên thế giới. Chính quyền Mỹ đến nay vẫn chưa thể xác định nguyên nhân gây ra cái chết của trên 1.000 con chó đã ăn thức ăn thú nuôi sản xuất tại Trung Quốc. Một ủy ban về Trung Quốc của Quốc hội Mỹ ngày 17 tháng 6 vừa qua cho biết, kể từ năm 2007, trên 5.600 con chó nuôi ở Mỹ đã mắc các bệnh như là thận, tiêu hóa, tiết niệu, bệnh hiếm, và trên 1.000 con chó đã chết, được cho là do ăn thức ăn thú nuôi sản xuất tại Trung Quốc, theo hãng tin AFP. Các nhà cung cấp thức ăn thú nuôi lớn ở Mỹ như là Petco và PetSmart đã tuyên bố loại bỏ tất cả các sản phẩm thức ăn thú nuôi sản xuất tại Trung Quốc trong vài tháng tới vì người nuôi thú quan ngại về độ an toàn của các sản phẩm này. Và thưa tất cả quý vị, đến đây thì chương trình Sức khỏe và cuộc sống cũng đã kết thúc. Chúng ta có thể đón nghe lại chương trình này vào lúc 8 giờ cho đến 8 giờ 30 của ngày sáng thứ sáu trên làn sóng FM 99.9 MHz Đài Tiếng nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại thính giả trong chương trình tuần sau.
có những vấn đề sức khỏe liên quan đến xương khớp mà bạn không biết hỏi ai, hãy hỏi bác sĩ của chương trình Y khoa Ai nghe cũng hiểu qua đường dây điện thoại 0838223285 vào lúc 18:15 đến 18:45 chiều thứ bảy hàng tuần. Chương trình được sự đồng hành của sản phẩm Coptison tái tạo xương khớp, hỗ trợ điều trị thoái hóa khớp, viêm khớp và đau mỏi cơ. Ngày trải nghiệm Thái Lan, 2 tuần du ngoạn Hàn Quốc. Nhưng vòng quanh thế giới chỉ cần 3 phút. 3 phút? Với Thế Giới Mì, du lịch bằng hương vị. Thế Giới Mì. Đậu thái tôm, món cay thiệt đã. Wow, kim chi tôm thơm là ngon tuyệt. Hoành thánh tôm, thơm ngon hết ý. Hương vị chứa danh toàn thế giới, nay đã có trong Thế Giới Mì. Thế Giới Mì, hội tụ ẩm thực thế giới. Dinner.